Muôn kiểu linh vật rồng gây sốt cõi mạng trước Tết Giáp Thìn 2024. Loạt hình ảnh về những linh vật rồng biểu tượng của Giáp Thìn năm 2024 đang nhận được sự quan tâm lớn trên các diễn đàn mạng xã hội. Cùng 8TV nghía qua một vòng nha! 1. Tranh cãi linh vật rồng ở Quảng Bình. 8 linh vật rồng được tạo thành từ hình cây dương ở đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh lời khen về sự ngộ nghĩnh của chúng, nhiều người cho rằng những mô hình này không hề giống con rồng, không thể hiện được thần thái uy nghiêm, mạnh mẽ. Thậm chí có người còn nói họ không biết đây là con lươn hay con gì. 2. Linh vật rồng ở Phú Thọ. Năm nay, linh vật rồng ở Phú Thọ được dân mạng trầm trồ khen ngợi, trái ngược hoàn toàn với linh vật hổ gầy nhom tiểu tụy vài năm trước đó. Tượng rồng có màu vàng bắt mắt, thể hiện được sự uy nghiêm mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những nét mềm mại. Linh vật năm Giáp Thìn được nhận xét là đẹp đẽ, tượng trưng cho năm mới may mắn, thành công. Con rồng này được tạo hình từ xốp mút, chiều cao 3m, chiều dài 4,5m. Sắp tới sẽ còn đường trang trí thêm hoa để chào đón năm 2024. 3. Linh vật rồng rực rỡ ở Đắk Nông. Linh vật này được nhiều cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 301 trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông thực hiện trong gần 2 tháng và hoàn thành trước Tết Nguyên đán khoảng 3 tuần. Mỗi tượng linh vật dài khoảng 5m, chiều cao trung bình khoảng 2,5m. Linh vật có màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, mang không khí Tết, chứa đựng hy vọng về năm mới an khang thịnh vượng. 4. Con rồng thị phi trên phố Singapore. Ngoài tượng linh vật ở các địa phương Việt Nam, cư dân mạng cũng đua nhau chia sẻ hình ảnh con rồng ở khu vực Chinatown tại Singapore. Nhiều người cho biết họ không thể nhịn được cười mỗi lần nhìn thấy nó. Con rồng lớn có màu đỏ cam với móng vuốt dương rộng trong tư thế rất buồn cười, mắt mở to, miệng há hốc, trông cực kỳ hài hước. Thân hình gấp khúc một cách cứng nhắc của nó cũng khiến nhiều người buồn cười. Có vô số bình luận trêu đùa về tượng linh vật được gọi là con rồng thị phi nhất mạng xã hội này. Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé.